Xin chào, cảm ơn quý vị ủng hộ cuộc sống ở Mỹ Nebraska. Thì ở bên Mỹ hầu hết á, người ta tiền á, người ta đầu tư một là trong mấy cái những cái chơi chứng khoán stock, hai á, là bỏ trong những cái chương trình tiền về hưu IRA, Roth IRA, 401k và nếu mà còn giữ tiền á, kêu bằng tiền mặt đó là hầu như người ta để trong ngân hàng, ít cái ai để tiền mặt ở nhà lắm. Thì á, nếu mà mình bỏ tiền trong ngân hàng á, mà cái ngân hàng đó nó làm ăn thua lỗ nó đóng cửa thì cái số tiền đó mình có bị mất hay không? Không và có nha. Cái lý do không và có là tại vì bất cứ một cái ngân hàng nào ở bên Mỹ này nó đều có công ty bảo hiểm, nó kêu là công ty bảo hiểm tiền tệ liên bang FDIC. Và nếu mà credit union nó có công ty là NCUSIF là National Credit Union Share Insurance Fund. Hai cái công ty này là bảo đảm những người khách hàng ngân hàng. Nếu mà bỏ tiền trong ngân hàng hay là trong cái Credit Union từ 250 ngàn đổ lại. Nếu mà ngân hàng nó làm ăn thua lỗ đóng cửa là số tiền đó mình không có bị mất. Lúc nào mình cứ như là mình không có mất một đồng nào hết. Tiền mình còn đó. Ngược lại nếu mà những người bỏ tiền vào ngân hàng hay là Credit Union á Mà trên 250 ngàn Trên 250 ngàn Nếu ngân hàng nó đóng cửa Và Bảo hiểm nó chỉ đền mình tới 250 ngàn Số tiền hơn á Nó sẽ cho mình một cái tờ giấy chứng nhận Mình là còn số tiền Bao nhiêu đó trong cái ngân hàng đó Và nó sẽ Bán cái ngân hàng đó cho những cái ngân hàng khác Hoặc là nó sẽ bán những cái tài sản của công ty đó để lấy số tiền và nó sẽ chia cho mình một phần nào số tiền mình còn trong ngân hàng do đó có mất nếu mình bỏ trên hơn 250 ngàn mất một phần mình chỉ lấy lại được 250 ngàn thôi nếu mình bỏ dưới 250 ngàn không có lo ngại gì hết không có ảnh hưởng gì nếu nhà băng làm ăn thua lỗ đóng cửa đó là tại sao có và không thực ra đó ít có người biết và nghe là những cái ngân hàng Nó làm ăn nó thua lỗ và đóng cửa Nhưng từ năm 2000 cho tới nay á, Là có hơn 560 cái ngân hàng Nó làm ăn thua lỗ Và nó đóng cửa Vì á, là những cái ngân hàng rất là nhỏ Không có ai để ý tới Tin tức không nói tới Nhưng mà hiện tại bây giờ đó Có một cái ngân hàng Silicon Valley Bank Nó ở California Cái ngân hàng này là một trong những ngân hàng lớn Với cái tổng giá, tổng giá trị của công ty đó các ngân hàng này đó, nó tới 209 tỷ với một số tiền rất là lớn và vào ngày thứ tư đó, ngày 8 tháng 3 năm 2023 đó, là công ty đó đã tuyên bố đã báo với những người đầu tư trong cái ngân hàng này đó, là ngân hàng này đang làm ăn thua lỗ và cần gây quỹ gây thêm vốn là 2 tỷ đô gửi 2 tỷ đô chỉ một cái tin tức báo lên như vậy thôi là hai ngày sau đó là ngày 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 8 và ngày 9 tháng 3 những cái người bỏ tiền trong ngân hàng này đã rút tiền ra trong hai ngày người ta rút ra là 42 tỷ đô vì cái số tiền rút ra rất là nhiều những nhà chức trách về ngân hàng ấy, người ta lo ngại cái ngân hàng này sẽ sụp đổ và người ta đóng cửa và giao cho công ty bảo hiểm tiền tệ liên bang xử lý FDIC đó thì vì là cái, ngân hàng này nó đang dưới sự điều hành của công ty quản lý tiền tệ liên bang FDIC do đó những người khách hàng của công của ngân hàng này ấy, kể từ ngày thứ sáu là ngày 10 tháng 3 2023 cho tới ngày chủ nhật 12 tháng 3 2023 có tiền trong đó xài thẻ ATM hay là cái tiền gì không có lấy không có đụng chạm được tại vì nó đang đóng cửa nó đang kiếm người để nó bán cái ngân hàng này và hiện giờ đó nó đang đổi cái tên ngân hàng Silicon Valley Bank này thành một cái tên khác và ngày thứ hai là ngày 13 tháng 3 năm 2023 nè những người khách hàng của ngân hàng Silicon Valley Bank vẫn xài cái thẻ vẫn cái check đó tiếp tục dùng được nha những người đó nếu mà có số tiền dưới 250 ngàn có nghĩa là người ta vẫn tiếp tục xài bình bình thường nhưng mà cái tên ngân hàng đó không phải là Silicon Valley Bank nữa Nó là một cái tên mới Thì Những người nào á Mà có hơn 250 ngàn Là chỉ được Dùng số tiền tới 250 ngàn thôi Còn cái số tiền còn lại Là FDIC này Cho một cái Nó sẽ đưa một cái tờ giấy chứng nhận Mình còn bao nhiêu tiền trong cái ngân hàng đó Thì á FDIC đó, nó phải kiếm người mua cái ngân hàng này hoặc là nó sẽ bán những cái tài sản của ngân hàng Silicon Valley Bank nó lấy số tiền đó nó mới chia cho những người nào còn số tiền trong ngân hàng những người mà mở vô ngân hàng hơn 250 ngàn hiện giờ bất cứ một cái TV đài radio hay là trên mạng gì đó, đều nói về cái vấn đề ngân hàng Silicon Valley Bank này hết lý do nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn về cái ngân hàng nhiều nhà chuyên gia về tài chính người ta lo ngại là ngày mai á khi mà những cái ngân hàng khác mở cửa đó thì người ta ngại là sẽ có nhiều người mất lòng tin với ngân hàng và sẽ lấy số tiền ra rất là nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế của Mỹ. Thì cái vấn đề của ngân hàng này á mà nhiều đài, nhiều tivi, nhiều uh, trên mạng nói là tại vì nó là một trong cái những ngân hàng lớn đóng thất làm ăn thua lỗ và đóng cửa. Thứ nhì trong lịch sử của Mỹ, năm một, năm 2008, cái Washington Mutual Ben là cũng tương tự. Nó có cái giá trị tới 328 tỷ và chỉ trong vòng 9 ngày người ta rút tiền ra 19 tỷ. Thì cái công ty Washington Mutual Ben đó nó cũng đóng cửa. Đó là cái thời kỳ mà nó làm cho những cái người mua bán nhà, những người cho mượn tiền nhà thời đó ảnh hưởng rất lớn và kinh tế của Mỹ đã suy thoái vào cái thời đó năm 2008. Đó là cái ngân hàng lớn nhất đã bị là mang thua lỗ và đóng cửa. Thì Silicon Valley Bank này là cái ngân hàng lớn thứ nhì là mang thua lỗ và đóng cửa. Do đó tin tức rất là nóng. Ngày nào, giờ nào, đài nào cũng nói về cái vấn đề nhà băng này người ta lo ngại ngày mai mới mới là một cái ngày quan trọng đối với những ngân hàng tại vì có thể nhiều ngân hàng khác sẽ bị sụp đổ và đóng cửa giống như cái Silicon Valley Bank này nếu mà những người khách hàng không tin tưởng và rút một số tiền rất là lớn tương tự Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video hẹn lại những cái video kế tiếp Bye bye